Tới rồi nha, tới chòi nha. Giờ chuẩn bị lên chòi bà con ơi. Đây, phong cảnh ở đây nha. Dạ, đại gia đình đi lên xuồng, lên ghe nè, đó, vô chòi nha. Lên. Đừng nói nghe trời em bữa nữa nha chị hai. Ồ có đồ ăn sẵn luôn kìa nghe. Dữ nghe, hoành tráng quá ha. Mới đây đã có đồ ăn luôn rồi nè. Đi có một vòng thôi mà có đồ ăn rồi đó. Đây là ốc bô cơm mẹ. Đây đừng nói con kia là heo quá nha. Heo quay, cơm cháy kho quẹt, ốc bô nhồi thịt, rau củ quả kho quẹt, bánh tráng xúc, bánh đa ở hến. Đó, vậy thôi. 1, 2, 3, vô. Tới cao lạnh. Dừng lại cho con luôn. Chính xác. Để đây đi chú. Nên này là để dành chút bò. Dẫn không? Con á. Con có đi gym là con. Không phải nói tưởng gì Việt Nam còn ngầu luôn, bữa là ra ngoài kia ăn ngò ăn hành gì cũng tốn ha. Trời mưa rồi kìa. Lựa mấy con nhỏ nha. Nói giùm mother giùm. Cái nhỏ chiên giòn. Bấm. Này, giữ cái món này. Có em á, ăn bữa hỏi em nha.
nhiều hài. Hai ơi hài. Bữa nay buổi chiều nó không đổ bánh cọt á. Ủa vô nãy con đưa cái dĩa vô có sốt cá chưa? Không, kêu bếp có bánh xèo mà. Đó, bánh cọt rồi. Bánh xèo bữa thấy anh em không ngon. Kèm lên đây chắc giòn. Coi cảnh đang mưa. Ủa giờ còn cái heo này không? Ăn heo không? Đó. Ăn heo tập. Ủa chị ba chứ hả? Trời ơi, nãy giờ không nhắn. Đây, gia đình em đã ăn tối no nê rồi, giờ về nha. Chẳng còn mưa. Hello. Nãy giờ nghe đờn ở đâu vậy? Nãy giờ nghe đờn ở đâu vậy? Ở đâu? Giờ này hết đồ ăn rồi nha. Ở bên kia người ta đánh đờn, mấy người đó nhậu. Có bánh ninh nữa nè. Bánh ninh nè.